Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Hôm nay tôi và anh em sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về meta mới anh em nhé. Ngoài cái bộ Exit ra thì còn cái bộ nào khiến cho anh em cảm thấy là nó là một trong những cái bộ in 3 nhất ở trong meta mới? Thì chắc tôi nghĩ đa phần các anh em ở đây đều có cái câu trả lời, đó chính là cái bộ Sasori. Bộ Sasori quay trở lại, tôi nói thật với anh em là nó quá bá đạo anh em ạ. Thậm chí là bây giờ Sasori ấy, nó còn không sợ Greater cơ. Đấy, theo như những gì mà tôi được trải nghiệm, tôi chơi thì Sasori không hề sợ Greater anh em nhé. Từ khi ra con Dattlet ấy, vào trong cái bộ Sasori dễ chơi hơn hẳn luôn. Và con Dattlet thực sự nó rất trâu chó, rất khỏe. Nếu mà để mà solo với cả Greater giai đoạn late game thì tôi nghĩ là không ngán chút nào đâu, kể cả giữa game. Giữa game nếu mà Greater mà theo cái kiểu Greater đam tổng hợp thì chưa chắc ăn được. Greater phải thực sự phải dồn đam cực mạnh mới có thể ăn được lổi cái bộ đấy. Rất trâu. Chưa kể là con heo con đẻ ra liên tục cơ. Thế nên là khó chơi đấy. Nói chung là meta này lại một cái meta nữa mất cân bằng rồi. Meta trước là có bọn Witcher, nhưng bây giờ anh em thấy là Witcher bây giờ là gần như là đóng hòm, rất ít người chơi. Đấy, có chơi thì cũng chỉ là gọi là giải pháp tình thế, tức là nó cho Fallen Witcher sớm lên 2 sao sớm thì chơi. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta ra 2 sao sớm nhưng mà cuối game ấy, late game mà chúng ta không ra được một cái con Fallen Witcher 3 sao thì rõ ràng là cũng xuống hồ thôi. Tôi khẳng định với anh em là mất top chứ không bao giờ được top cả nếu mà chỉ chơi Fallen Witcher 2 sao. Đấy, chứ còn lên 3 sao thì nó có thể là vẫn được top 1. Nhưng mà cái câu chuyện đấy là câu chuyện được độ. Còn cái câu chuyện mà chơi cái kiểu gì mà nó chỉ có full 2 sao không ấy, hoặc là chơi một cái lineup gì nó nhẹ nhàng hơn ấy, nó dễ dàng hơn để mà được top ấy, thì tôi nghĩ là không có cái gì mà có thể là bàn cãi nữa rồi. Bây giờ meta mới nó chính là cái bộ Sasori. Cực kỳ dễ chơi, cực kỳ nhây. Đấy, dễ đạt top. Nếu mà chơi mà khó quá thì Echo đó. Đầu game mà cảm giác như là không chơi được chuỗi thắng thì Echo. Anh em nhá. Đấy, dễ đấy mà. Bây giờ Echo thì nó cực kỳ sướng. Ở cái chỗ là gì? Là bây giờ máu nó cộng rất nhiều. Máu không chỉ còn cộng 5 máu như ngày trước tối đa nữa, mà bây giờ cộng tới tận 7 máu tối đa. Cái lượng máu nó cộng rất nhiều. Thậm chí là có những cái nào mà anh em còn dương máu. Tức là anh em nhiều khi anh em chỉ mất khoảng 5 máu thôi, nhưng mà anh em cắn được 7 máu, anh em lại cộng thêm 2 máu. Nó lại như thế đấy. Nhiều nào là nhiều khi cái ông Echo ấy lại còn máu nhiều hơn cả cái ông đang top 1. Đấy, cái ông đang top 1 đang chuỗi thắng có khi lại mất máu còn nhiều hơn. Đó là cái chuyện bình thường ở trong cái meta này. Đấy, thế nên là chúng ta cũng có thể là chúng ta rút ra được một cái, đó chính là cái meta này nó là cái meta Echo anh em ạ. Echo quá dễ mà, quá sướng. Đây này, bây giờ ra con Echo đúng không? Tôi mua con Echo này xong rồi tí nữa ra thêm con nữa tôi bỏ vào Echo luôn anh em ạ. Ngại gì đâu đúng không? Mà kể cả là bây giờ nhá, kiểu như là Echo cùng nhau cũng được luôn, tức là bốn ông cùng Echo với nhau cũng vẫn rất là ok đấy, không cần phải tranh giành gì cả. Cái chuỗi đấy nó không quan trọng lắm, bởi vì cái quan trọng là máu nó giữ được khá là nhiều anh em ạ. Cứ bỏ bài vào, bỏ hai con Echo vào, máu giữ được cực kỳ nhiều luôn. Còn ông nào may mắn, ông là hên mà hai ông gặp nhau Echo ấy, mà có ông mà ông ý thắng thì ông ý, ý đen thôi, còn nếu mà ông ý thua thì ông ý là hên đấy. Echo là ông dễ, bởi vì làm sao, bởi vì là bây giờ ấy, cái con những cái con Echo là có tới 3 con ở giai đoạn đầu game rất là dễ ra. Đấy, con Dattlet là bây giờ là cũng có thể ra được. Đây rồi, hai con Echo anh em nhá. Ok. Đấy, hợp lý chưa? Vẫn có thể vứt được một con gấu vào để câu. Đó, tôi cứ cho gấu vào tôi câu nữa, thêm một tí tiền là 2 tí đấy. Đấy, meta rất là dễ chơi. Còn cái bộ Sasori tôi vẫn, bây giờ tôi vẫn chưa thấy là cái bộ nào có thể gọi là counter triệt để cả. Chỉ có một vài cái lineup là nó không sợ cái bộ đấy thôi, chứ còn nói là để mà đấm cái bộ đấy thì chưa có nha anh em nhé. Tôi có thể chia sẻ cho anh em một vài cái lineup mà nó không sợ cái bộ Sasori lắm. Đó chính là Saman. Saman là một trong những cái lineup mà không sợ lắm. Đấy, khi mà con Saman hóa thì nó sẽ không bị cướp bài, nó sẽ không bị điều khiển rối nữa anh em nhá. Đấy, Saman, 6 Saman.
Bộ thứ hai thì có thể là bộ Greater thì vẫn có thể là không sợ. Nhưng mà nếu mà nói là áp đảo ấy, kiểu chuyển sang phát là counter luôn như kiểu ngày trước ấy, không có đâu anh em. Bây giờ cái bộ Sasori nó mặc dù có thể là nó không cướp được bài đối thủ, nhưng mà nó cũng rất trâu trò, nó rất khỏe. Đấy, Greater thì là một cái đội hình mà nó cũng đánh nhây, cái kiểu hai cái bộ đánh nhây với nhau ấy. Đấy, hai cái bộ đánh nhây với nhau thì thường nó sẽ rất nhây. Để mà nói là đẩy được cái bộ Sasori một cái kiểu là full bàn 20 máu một round thì không có. Khó lắm. Bây giờ giỏi lắm mới đẩy được khoảng 1-2 con. Thậm chí là vẫn còn thua. Nếu mà Sasori nó to, tức là khi mà roll ra được Dazzlet 3 sao thì tôi nghĩ là cũng không sợ bộ Greater nữa. Đó. Trận này có Greater không? Trận này không có Greater nữa thì tôi chơi luôn. Đấy, trận này thấy không ai chơi Greater cả. Mà nếu mà kể cả là có Greater thì cũng không sao, cũng chả sợ. Cái bộ này nó hay ở cái chỗ là nếu mà gặp Greater thì nó cũng mất khoảng chục máu, thì cũng có máu để cắn lên. Đấy, cắn một phát lên 7 máu thì tức là chỉ mất có 3 máu thôi. Bây giờ nó ảo diệu thế đấy. Meta rất là coi như là ảo diệu luôn. Meta này sẽ dành cho những anh em mà coi như là thích eco. Rất phù hợp luôn. Từ khi mà bước sang cái update mới này, tôi phải chia sẻ với anh em là tôi là một cái người mà rất ít khi chơi eco, mà tôi cũng eco. Hòa vào cái không khí ngày hội eco toàn dân. Dã man. Bây giờ là chăm chăm vào cứ kiểu vào game mới xong rồi xem round đầu tiên có cái con Fortuner Teller mua luôn. Đấy, round thứ hai mà tự nhiên lại ra thêm con God of Light thì chắc chắn ấy là cái bài bài đó là tôi được độ rồi đấy. Dã man. Đấy, có nhiều một cái niềm vui, nó cũng giống như cái niềm vui mà khi mà tôi cầu ra con gấu Assassin 3 sao ấy. Đấy, nó cũng giống như cái niềm vui đấy. Tức là đầu game cho hai con Echo, đó chính là cái điều tuyệt vời nhất đấy của tôi khi mà tôi vào một cái trận đấu. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ok. Này đép một quái không nhỉ? Tôi nghĩ là đép một quái thôi. Hai gót, hai gót kẹp với gấu chắc đép một quái rồi. Đó, sau có thể là nếu mà ra mấy con Warrior thì kẹp thêm vào cũng được. Chắc đủ. God of War ấy, nó lên là 2 sao thì tôi nghĩ là đép được quái đâu. Con này nó trâu nó khỏe. Ok, đấy anh em thấy tôi eco mà tôi cũng như cái thằng không eco luôn. 91 máu. Rất đã. Chơi rất sướng. Nhưng mà có một cái này cũng rất là hay, đấy là nếu mà eco ấy. Nhiều người eco nhá. Thì chúng ta sẽ tranh thủ là chơi kiểu lấy công nghệ mech với cả lấy sách ấy của human ấy, xong rồi chơi 12 con. Tôi có một trận là tôi thấy vào trong ấy, xong rồi là có rất nhiều cái thằng eco, thế là tôi chơi lam rồng 9m. Tranh thủ lấy sách, tranh thủ lấy công nghệ mech rất là sướng luôn. Tầm khoảng 4 thằng eco chơi human là ngon cực kỳ. Đấy, có một cái gợi ý cho anh em, nếu mà anh em không muốn chơi eco mà chơi kiểu Sasori thì anh em có thể chơi lam rồng cũng được. Mà cái bộ đấy là tôi có một lưu ý là nếu mà anh em muốn không bị counter mà theo cái kiểu là comeback lật kèo ấy, thì anh em nhớ lui cái con già lên 3 sao nha anh em nhá. Em nhớ lui con già lên 3 sao. Con già lên 3 sao sẽ không sợ bị cướp. Đấy, trừ khi đối thủ là lên được cái con heo lên 3. Đấy, heo lên 3 sao thì mới cướp được già 3 sao. Nếu anh em có một cái trận mà anh em coi như là áp nào slow ball thì anh em nhớ anh em nuôi con già 3. Anh em đừng có tiếc mà không ôm con già nhá. Ôm con già lên 3 sao luôn. Lúc đấy anh em dồn đồ cho già 3 anh em chơi. Không có bố con thằng nào điều khiển được con già 3 của anh em cả. Trừ khi đối thủ hên đối thủ roll ra là cái con heo 3 thôi. Nhưng mà heo 3 khó đấy, không dễ đâu. Với một cái con già 3 ở trong meta này thì tôi nghĩ là con già 3 nó dễ hơn con heo 3. Con heo 3 ấy, ở trong cái meta này rất nhiều người tranh. Đấy, rất nhiều người tranh con heo. Nên là anh em có thể yên tâm là nó sẽ rất khó để có thể lên 3 sao. Ví dụ như 4 nhà chơi Sasori đúng không? Thì là thằng nào cũng tranh con heo là cầm một con 2 sao rồi. Đấy, 4 nhà thì nó sẽ là 12 con rồi. Thì nên là rất khó để có thể lên được. Nên được 3 sao là khó lắm.
Trong khi đấy cái con chơi cái bộ bán trưởng thì một hai nhà chơi thôi, thậm chí là chỉ có một mình anh em chơi thôi. Thế nên anh em cứ tự tin mà nuôi nó lên 3 sao thôi. Để tránh cái trường hợp mà bị cướp già. Con già nó hay bị cướp lắm. Nếu mà trong cái trường hợp mà con già nó bị cướp ấy, trước khi mà anh em có thể lên được 3 sao thì anh em hãy là dồn đồ cho con là con rồng nhá anh em nhá. Con rồng. Đấy, con đồ bắn trưởng thì anh em dồn cho, có thể là dồn cho con Thunder đi. Thunder cũng được nhá. Đấy, gợi ý cho anh em như thế để anh em đỡ bị coi như là bị cướp già, bởi vì già hay bị cướp lắm. Già là con 4 đô. Đấy, rất là hay dễ bị cướp. Nhất là khi mà bọn nó roll con đắt lét lên 3 sao là nó hay cướp con già lắm, nó hay điều khiển con già ngay. Con già và con rồng thì nó hay bị vào là bị bắt, nhưng mà cái con rồng thì nó lại có cái cơ chế đặc biệt, đấy là cái cơ chế mà thoát khỏi cái dây trói buộc khi mà nó hóa hình. Đó, nó có cái cơ chế đặc biệt của con rồng. Có một cái bộ line up này mà anh em cũng cân nhắc nhá, anh em cân nhắc để anh em có thể chơi được với cái bộ Sasori, đấy chính là bộ ngũ long hóa hình. Đấy cũng là một trong những cái bộ đánh được bộ Sasori đấy anh em. Đấy, anh em thử đi, tôi chơi rồi. Nó đánh được cái bộ Sasori đấy nhá. Đấy, cả hai bộ tôi đều chơi, nói chung là nghiên cứu rất kỹ nên là anh em cứ yên tâm. À, tôi có thể chia sẻ với anh em là đến 70% là 5 rồng kết hợp với cả TB là chiến thắng. À, tuy nhiên anh em phải lưu ý là cái bộ đấy, cái bộ 5 rồng Fallen Witcher ấy, nó rất sợ cái bộ 6 Saman nhá, cái bộ 4 Saman và 6 Saman ấy. À, nó rất sợ đấy, cái bộ đấy khá sợ nhá. Anh em phải lưu ý là vào trong những cái trận đấu mà có Saman thì anh em phải hết sức cẩn thận chơi ngũ long hóa hình. Đó, còn những cái line up khác thì ngũ long hóa hình có thể cân được. Đấy. Cái bộ đấy cũng là một trong những cái bộ mà không sợ khá nhiều bộ và chỉ sợ một bộ thôi. Chỉ sợ một bộ duy nhất và không sợ rất nhiều bộ. Anh em có thể chơi. Còn cái ngũ long hóa hình thì đương nhiên là nó khá là không sợ Sasori rồi. Bởi con rồng thì nó cũng hóa, nó cũng không bị trói buộc. Mà con Fallen Witcher là hóa thì nó cũng sẽ không bị trói buộc. Đấy, nó chỉ biến một cái con địch của địch thành cái một con Fallen thôi. Không đáng kể. Anh em ạ, thực ra biến con nào cũng được. Bởi vì cái bộ đấy nó không phải là cái bộ mà có thể đánh tay dồn nam mạnh. Nên là cho biến con nào cũng được thôi. Vô tư. Bởi vì địch thì cũng ít mà, địch không nhiều, địch chỉ có bao nhiêu con, địch chỉ có để là 6 con thôi. Đấy, Sasori chỉ có 6 con thôi, nên là anh em cứ thoải mái anh em chơi full lần nhá. Đó, còn hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ khó chịu, đó chính là cái bộ mà tôi đang nói với anh em. Đấy chính là cái bộ Sasori. Bộ Sasori này thì nó có hai kiểu chơi. Một là anh em có thể roll full 2 sao ở round 15 này này. 14, 15 này, anh em roll full 2 sao. Sau đó anh em up lên 9 rồi anh em roll tiếp. Chơi kiểu đấy thì nó khá là an toàn, nó không hên xui. Bởi vì là anh em up lên 9 ấy, thì anh em sẽ có slot để cướp bài. Đấy, còn nếu mà anh em để ở level 7 là anh em roll 3 sao ấy. Đấy, thì anh em sẽ bị một cái đấy chính là gì? Là anh em sẽ chỉ có cướp được một slot thôi. Nhá, ui chẳng lại có Saman này. Chẳng lại có Saman nhá. Trận này có Saman à? Thế thì hơi căng nhỉ? Không biết là có ăn lỗi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đã lát rồi. Ok. Cho 4 gót rồi á. Ok á. Thôi được rồi, như này cũng đép được. Eco là nó cũng như thế đấy anh em ạ. Tức là nó sẽ phải cẩn thận mấy cái round eco kiểu này. Ôi thôi chết thôi, nhầm. Phải vứt cái con ấy chứ, con Grand Herald chứ. Nhưng mà thôi không sao, có hai gót được rồi. Hai gót kết hợp với cả con Unicorn nó hồi máu được. đép được, anh em yên tâm. Nhìn như này là biết là đép rồi. Cứ cái con Unicorn mà nó vẫn còn sống ấy, chỉ cần một con thôi là được. Nó hồi máu cho cả team mà đây là có gót. Trâu lắm. Anh em eco, anh em sẽ phải có những cái trường hợp nó bị nó sẽ toang khoái đấy nhá. Nên anh em hết sức cẩn thận. Mua bài cho nó đủ sức mạnh.
Rồi, Ron rồi. Đây rồi. Quá tuyệt vời. Đấy, xong rồi chúng ta chơi 7 con. Đấy, như này đó. Thế là 6 con, chơi 6 con, 7 slot. Rồi, ghép đồ đó. Bởi vì chơi cái đội hình này thì cái con Dantlet là cái con mà nó gánh, nên là chúng ta sẽ phải dồn kha khá cái đồ tăng cơ cho nó anh em nhá, để cho nó có thể chống chọi được, không là nó chết á. Dồn nhiều đồ tăng một chút. Rồi, tầm này ăn được rồi. Khỏe rồi anh em ạ. Nhưng mà nếu mà để như này nhá thì anh em chỉ có một slot cướp bài thôi. Đó, anh em có thể lên 8 để lấy 2 slot cướp bài. Nhưng mà tôi sẽ roll một chút nữa. Trận này chưa full 2 sao nên tôi chưa up cấp đâu anh em. Để full 2 sao để up cấp. Ui, từ từ nhá. Nếu mà cái con God of War ấy mà nó chỉ còn 3 con ấy thì có lẽ là tôi sẽ roll ở 6 luôn. À, roll ở 7 luôn anh em ạ, không lên 8 nữa. Lên 8 là cái tỷ lệ ra 1 tiền nó sẽ rất thấp. Đấy, trong cái trường hợp mà roll mãi không ra được con God of War thì chúng ta mới phải lên 8 thôi. Còn bây giờ thôi, tôi đánh ở 7 luôn. Lên 8 là cái cơ hội mà ra được cái con God of War 3 sao là khó lắm anh em ạ. Nó giảm phần trăm một đô xuống. Đấy, nên là tôi roll ở 7 đó. Ở 7 thì tỷ lệ của nó vẫn sẽ là 30%. Ok. Đấy, bây giờ ổn rồi. Bây giờ ổn, chúng ta có thể giữ ở cái level 7 này chúng ta roll. Trong lúc mà kiếm cái con God of War lên 3 sao ấy thì chúng ta kiếm thêm một vài con Dantlet nữa vẫn được anh em ạ. Xem cái tình hình nó có khả quan không. Dantlet mà nó ra nhiều thì có khi roll luôn. Còn nếu mà không thì sau khi lên được God of War lên 3 sao ấy thì chúng ta lên 8. Ui, lại ra Dantlet này. Ui rồi, lại ra Dantlet. Thôi anh em, tôi nghĩ lại rồi, chúng ta roll luôn ở 7 anh em ạ. Ôi, roll ra Dantlet với cả roll ra God of War ở level 7 là quá ngon luôn. Được. Hợp lý đấy. Gặp thằng có chuỗi chưa? Ui, gặp rồi, gặp ở round 12 ạ. Chán đời. Thôi, thế gặp rồi thôi. Gặp rồi thì đánh ở 6 đó. Đánh ở level 7 đó. Ui, trận này có hai thằng Saman này. À, chưa chắc tôi đã sợ Saman đâu. Kể cả không cướp được bài, kể cả không bắt được con nào. Anh em thấy không? Không bắt được con nào vẫn khỏe này. Đấy chính là lý do mà tại làm sao mà tôi mới nói với anh em là kể cả là trong cái bộ Greater ấy, cái bộ Sasori nó không bắt được con nào nhưng mà nó vẫn không thua cơ. Bởi vì con Dantlet này nó ở trong cái bộ God nó hồi máu trâu lắm. Rồi, full 2 sao đấy. Ok, tôi vẫn sẽ run để kiếm God of War đã. Khỏe rồi anh em ạ. Thấy chưa, cái bộ này anh em thấy nó dễ chơi không? Phải nói không ngoa nhá, nếu mà chúng ta có nhận xét là cái bộ này nó là cái bộ mà mạnh nhất ở trong meta mới. Thậm chí là nó còn vượt qua cái đối thủ, nó là cái bộ Exit là một trong cái bộ mà trước khi update thì nhiều người đánh giá nó sẽ là meta do được bán skin. Được bán skin nên là nhiều người sẽ đánh giá như cái bộ đấy. Tôi nói thật, không được như kỳ vọng đâu. Cái bộ 9 Exit ấy nó không được như kỳ vọng đâu. Kỳ vọng của nó là nó sẽ phải mạnh hơn như thế. Cái bộ đấy nó vẫn cuối game nó vẫn khá là đuối. 6 Exit hay 9 Exit nó đều rất tù. Chơi cái bộ này tôi phải đưa ra một nhận xét là nó rất tù túng. Khi mà chúng ta chỉ có được chơi những cái con ở trong cái bộ đấy thôi, chúng ta gắn thêm những cái con ở trong cái bộ khác vào, nó bị chia đôi máu, mất hết lợi thế hệ tộc anh em ạ. Nói chung là cái bộ Exit thì anh em chỉ lên chơi Exit thôi. Anh em kẹp thì kẹp ít thôi. Anh em đừng kẹp quá nhiều. Anh em kẹp những cái con ở cái tộc hệ khác vào ấy là anh em nhiều khi anh em bóp đấy. Ví dụ như gặp đối thủ mà chơi Exit ấy
thì là rõ ràng là bóp bóp đấy. Nếu mà những cái con ở hệ tộc khác ấy, nó chết là nó sẽ hồi sinh thành zombie, nó sẽ đấm ngược lại anh em đấy. Zombie là của địch thủ ấy, không phải của chúng ta đâu, nếu mà anh em cứ kẹp những cái con ở hệ tộc khác vào. Thế nên là hạn chế đó, hạn chế những cái con không phải Aegis kẹp vào. Thế nên mới nói là cái bộ đấy nó khá là tù, rất tù luôn. Chưa kể là nếu mà gặp một cái thằng nó chơi y chang cái bộ Aegis ấy là chả có cái tác dụng gì. Cả hai line up gặp nhau không có một cái hiệu ứng gì nó xảy ra cả. Thế nên là không ngon. Không ngon lắm. Ngon bình thường thôi, chứ còn không không ngon theo cái những cái gì mà chúng ta kỳ vọng. Chúng ta kỳ vọng vào một cái line up mà nó phải thật sự bá đạo thì ở đây không có. Mà cái bộ mà thực sự bá đạo thì lại là chính là cái bộ này. À, cái bộ mà tôi chơi hôm nay. Đây mới là cái bộ bá đạo nhất ở trong meta anh em nhá. Quên Aegis đi. Đây mới là một cái bộ thực sự bá đạo. Đấy, đó chính là cái tip mà tôi giật trong video này. Hợp lý. Quên Aegis đi. Aegis gì cái tầm này nữa anh em. Tôi thấy có ông có chơi 9 Aegis rồi còn fake nữa cơ. Ui rồi ôi, thế thì có khác gì tự sát. Chơi 9 Aegis xong rồi roll cung đen 3 sao ở level 7 à. Nhưng mà kẹp toàn những cái con khác tộc vào, toàn bị chia máu. Đúng là kiểu line up cực kỳ sida, không phải phải chơi bất cứ một con nào ở trong hệ tộc khác mà chỉ được chơi cái con ở trong cái hệ tộc đấy thôi. Đấy, nó lại như thế cơ. À đây có con heo này. Có heo thôi. Vứt Fortuner Teller đi. Con heo này giá trị của nó thậm chí còn hơn cả con Fortuner Teller 2 sao cơ. Đây rồi, ui dồi ôi, tôi roll cái con bắt đầu vua lên 3 sao mà bây giờ tôi lại phải roll cái con đắt lét lên 3 sao anh em ạ. Sida thật sự. Thế chứ lị. Anh em thấy là trong cái lúc mà tôi roll cái con gấp vừa vua ấy lên được 3 sao thì nó chưa lên được 3 sao mà nó lại ra cái con đắt lét, bây giờ nó thiếu đúng 2 con nữa thôi. Là chúng ta cũng lên được 3 sao rồi. Đấy mà đằng nào cũng tranh thủ thôi, tôi roll những cái con khác lên 3 sao luôn. Tôi roll cả con sound level này, rồi tôi roll cả con God of Light lên 3 sao luôn. Đây này anh em thấy không? Anh em thấy cái bộ Shaman không? Nó đâu có sợ bộ Shaman làm đâu, đúng không? Nó chỉ gọi là, nó không phải là gọi là counter cứng, nó chỉ gọi là hơi counter một chút, nó gọi là hơi chống lại một chút thôi, nhưng mà chống là phải như nào cơ. Chứ còn bây giờ nhá, tôi roll full 3 sao thì chống cái kiểu gì? Shaman thì cũng chỉ hóa ra 3 sao là cùng cái gì. Thôi khô máu luôn nha anh em nhá. Rào này buộc phải ra. À đây rồi. Giải tán được cái hàng chờ rồi. Ngon. Ok. Được rồi đấy. Bây giờ gặp cái thằng kia cắt cái chuỗi của nó nữa là thơm luôn này anh em này. Rào 23 rồi đấy. Bạn ơi sang đi. Sang đây sang đây. Vẫn chưa sang. Lại gặp Shaman này. Mặc dù không bắt được con nào cả nha anh em nhá. Không bắt được con nào cả. Nhưng mà tôi chưa chắc tôi đã thua họ Shaman này đâu. Anh em ạ. Trâu lắm. Lại còn được bắp bất tử nhây cực kỳ luôn. Anh em thấy chưa? Bắp bất tử nhây lắm. Đấy. Nhây lắm anh em ạ. Ăn luôn Shaman mà. Shaman chả làm được cái gì. Rồi roll tiếp rồi. Tao này roll luôn. Ui đây có trứng đấy rồi anh em ơi. Ui giời quá tuyệt vời. Lên được 3 sao à. Vô địch. Dã man. Vô địch rồi đấy. Bây giờ chấp tất cả các thể loại. Chuyển sang Gladiator với chuyển sang Shaman luôn. Dã man quá đi mất thôi. Đùa chiếc cái lineup này. Nói chung là hơi Sida. Thật sự là Sida lắm luôn ý anh em ạ. Đấy. Rồi, thế bây giờ thì chỉ có việc là ấn áp cấp thôi, ấn thẳng lên 10 thôi anh em. Chứ còn làm cái gì đâu. Đấy cái tâm này ấn thẳng lên 10 thôi anh em ạ. Và thậm chí là anh em chỉ cần ấn đến 9 là được rồi. Bởi cái bộ này nó cướp 3 con thôi mà. Chúng ta có 6 con thì chúng ta cướp 3 con thôi. 3 con cộng là 9 là đủ rồi. Đấy, lên 10 thì cũng không thêm được con gì cả. Lên 10 nếu mà bỏ thêm một con cướp nữa vào thì chúng ta vẫn chỉ có dư có 3 slot. Thế nên là cái bộ này cướp tối đa là sẽ cướp được 3 con anh em nhá. Thế nên là anh em lên 9 thì anh em cũng như đánh ở 10 thôi. Nó cũng không khác gì.
Ở 10 thì anh em có thể kẹp thêm một con cây đam vào. Đấy, là như này ok lắm rồi đây anh em ạ. Mạnh thật sự. Tôi sẽ dần dần tôi up dần lên level 8, level 9. Ở những cái level 8, level 9 thì chúng ta sẽ có thêm những cái slot cướp được. Trận này nhiều Hunter, ngon. Ui giời anh em ơi, mấy cái bộ Hunter này là bộ Sasori rất là thích gặp nhá. Mà mấy cái thằng Saman sắp xuống hố hết đến nơi rồi kìa anh em kìa. Saman ơi là Saman, cứ tưởng là counter, có counter ở đâu. Đấy, trận này không có thằng nào Greater tôi biểu diễn chứ. Kể cả có Greater đi chăng nữa thì tôi nghĩ là cũng không có cửa gì ăn được luôn ý. Anh em ạ, gặp Greater chưa chắc là đã làm được cái gì bộ này đâu. Rồi, ui quá tuyệt vời luôn, giáp xoay quá trầu. Bây giờ thì cái bọn Hunter giết tôi kiểu gì? Không thể luôn. Cực kỳ trâu chó. Bây giờ có thêm cái giáp thép nữa để cấm đánh nữa thì ngon. Toàn những cái món đồ tăng thôi. Full tăng, full tanker cho co. Nhưng mà chơi cái bộ này thì nói chung là chơi tôi để cá nhân thôi nhá. Tôi chia sẻ với anh em là chiếc bộ này nó cũng có những cái thú vị nhất định khi mà lần đầu chúng ta chơi, nhưng mà chơi dần dần về sau thì nó khá là nhàm chán. Bởi vì nó có mỗi một công thức, đấy chính là đầu game thì eco, sau đó thì roll ra con đắt lép. Đấy, lên 3 sao hoặc là thậm chí là không cần lên 3 sao mà full 2 sao up lên 9 rồi roll dần 3 sao sau thì cũng được. Đấy thì rõ ràng là cái kiểu chơi nó lặp đi lặp lại nó sẽ gây ra cái sự nhàm chán. Và cái bộ này thực sự là quá bá đến mức mà người ta có thể sờ farm để có thể một phát là lên queen luôn. Dễ chơi, dễ trúng thưởng, không phải nghĩ nhiều. Bộ này còn không cần phải xếp đội hình cơ anh em, mà anh em xếp đâu cũng được, không quan tâm đến việc xếp đội hình luôn. Bởi vì anh em xếp ở đâu thì nó cũng sẽ cướp bài của đối thủ thôi mà. Những cái con co của đối thủ cầm đồ sẽ bị cướp hết, nên không chả cần quan tâm co của đối thủ đứng ở đâu. Đấy, thậm chí nó còn dễ hơn cả cái bộ Fallen Witcher anh em ạ. Cái bộ Fallen Witcher kẹp với Witcher ấy, Glacier ở cái meta trước ấy, ít ra thì nó còn phải xếp bài hai bên, nó còn phải bờ linh sang bên nào. Đấy, nó còn phải lấy cái bờ linh, nó còn phải xếp bài, xếp cái con ảo ảnh để cướp bài đối thủ. Nhưng mà ở cái bộ này thì không nha anh em nhá. Bộ này tôi cứ xếp dàn hàng ngang ra thôi. Đấy, nó chả liên quan đến cái việc xếp bài. Có đứng ở đâu thì cũng sẽ bị cướp thôi, cũng sẽ bị bắt thôi. Rất bá, rất dễ chơi. Và khi người ta một thời gian nữa, khi mà người ta spam bộ này nhiều ấy, thì sẽ có một cái ức chế rất lớn. Đấy, mọi người sẽ ghét cái bộ này. Và khi mọi người ghét ấy, đấy, thì nhà phát hành phải xem ra là cái lúc đấy nhà phát hành có đang bán skin không. Ui, nó doom rồi, nó doom rồi. Liệu rằng nó bị doom thì nó có thua không? Đấy. Và tôi thấy là tôi bị doom mà tôi vẫn không thua cơ anh em ạ. Thế lị. Đúng trúng là con đắt lét mà vẫn thắng. Quá khỏe luôn. Thật. Anh em nhìn kìa, con đắt lét không được bắn trưởng phát nào luôn nhá. Mà rồi vẫn đẩy đối thủ 15 máu. Vãi đái thật. Doom được con đắt lét thì còn những cái con khác, nó là vua là cũng gây được đa mà. Đấy, quay trở lại với cái vấn đề là nhà phát hành liệu có bán skin của con đắt lét không. Nếu nhà phát hành bán skin của con này thì tôi nghĩ là sẽ phải khoảng 1-2 tháng nữa mới có sự thay đổi ở trong beta. Tức là cái bộ này nó sẽ bá từ bây giờ đến cái lúc đấy nha anh em nhá. Đến cái lúc mà họ không bán cái skin của mấy cái con này này, mấy con ở trong bộ Exit ấy. Đấy, khi mà bán xong thì cái bộ này nó sẽ được sửa. Nó giống như cái meta trước vậy. Cái meta trước rõ ràng cái bộ Fallen Witcher nó rất bá đạo, nó rất là khỏe, rất nhiều người kêu, rất nhiều người chửi, nhưng nhà phát hành coi như là điếc. Đấy, không nghe thấy gì mà. Không nghe thấy người ta nói gì. Thậm chí nhá, là hàng tuần ấy nó sẽ có một cái tổng kết, tổng kết xem là người ta chơi những cái bộ gì ở trong rank nhiều nhất ấy. Thì bọn nó coi như bọn nó không tổng kết luôn. Bọn nó không tổng kết luôn cho đến cái tuần thứ 3 của cái mùa đấy nhá, của cái mùa Witcher ấy. Bọn nó có đưa ra một cái tổng kết, nhưng ở trong cái tổng kết đấy nó không có bộ Witcher, anh em có tin được không?
không hề có cái bộ Witcher ở trong cái bảng tổng kết. Những cái line up mà được nhiều người chơi nhất và cái tỷ lệ thắng cao nhất không hề có cái bộ Witcher, cái Fallen. Không thể tin được lủi luôn. Trong cái bảng danh sách đấy không có bộ Fallen Witcher. Trong khi đấy tôi vào rank 45 ông chơi, thậm chí có 8 ông chơi luôn, có những trận đấu 8 ông chơi. Tôi không hiểu là nhà phát hành đấy nó lấy cái tổng kết đấy ở đâu. Nó lấy cái tổng kết đấy ở đâu hay nó tự nghĩ ra để nó vẽ lên. Đấy. Thế nói chung là cũng nhà phát hành này cũng lươn lẹo lắm anh em ạ. Còn cái kiểu này nữa chứ, còn cái kiểu là update thì đưa ra một cái chỉ số, rất là nhiều những cái chỉ số tăng cường hay là những cái chỉ số lép hay chỉ số bắp dành cho những cái quân cờ. Nhưng mà những cái chỉ số đấy chả bao giờ là chúng ta có thể tin tưởng được vào những cái chỉ số đấy cả. Bởi vì cái bọn này nó toàn chơi bắp ngầm thôi. Đấy, nó toàn chơi là coi như là update kín. Có những cái lúc nó update của nó không nói cho chúng ta là update. Vào game tự nhiên sức mạnh của đội hình nó khác hẳn luôn, không hiểu. Chỉ có những cái người mà hay chơi ấy, hay chơi cái bộ đấy xong rồi họ cảm nhận được cái sức mạnh tự nhiên nó yếu hẳn đi hay là nó mạnh hẳn lên ấy, là họ sẽ biết. Đó, còn với anh em mà lâu lâu đá qua phát thì anh em không biết ở đâu. Thôi anh em ạ, còn trong cái con game này tôi khẳng định với anh em luôn là chắc là 68 máu đến hết game. Không có bất cứ một thằng nào nó có khả năng mà ăn được tôi, kể cả là những cái thằng mà coi như level 10 với 50 tiền kia. Chấp các thể loại chuyển sang Greater luôn ấy. Tôi nói thật, cái tầm này bây giờ Greater thì cũng thế thôi. Greater không có cái cửa gì ăn được con Dutlet 3 sao ở trong bộ God đâu. Greater tôi thậm chí tôi tí nữa có thể tôi ghép luôn cái Blink, tôi nhảy giữa lòng địch luôn cho giáp xoay nó xoay chết hết. Đấy, xong tí tôi có thể tôi chuyển sang 6 Glock rồi chơi. 6 Glock kẹp với cả Dutlet đánh ở late game. Chả sợ bố con thằng nào hết. 6 Glock Dutlet là cực khỏe nha anh em nhá. Bọn này trâu lắm, nó hồi máu thì chắc phải 10k máu luôn ấy. Đấy, tôi có ý định tôi chuyển sang 6 Glock chứ còn tôi không chơi Sasori late game. Nếu mà bọn nó không có cái ý định là counter thì tôi vẫn giữ nguyên bộ này. Còn nếu mà bọn nó có chuyển sang Greater, chúng ta chuyển sang Warlock anh em nhá. Chả sợ. Bộ này late game chuyển ngon luôn anh em ạ. Chuyển sang Warlock đánh với đối thủ. Lấy cái món đồ chém tay lại cũng ngon. Hút máu cuối này, cái con này nó đánh cũng khỏe đấy anh em. 300 đam chứ không ít đâu. Con này đam chính ra là cũng rất to nhá. 300 đam đấy anh em ạ. Đam to luôn. Đấm tay là cực kỳ khỏe. Đơn giản quá nhỉ. Bây giờ lên 10. Lên 10 dần hay lên 10 luôn đao này? Lên 10 luôn cái đao này thì là chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có là vẫn thế thôi. Lên 10 với lên 9 nó cũng chẳng khác nhau là mấy anh em ạ. Nó không khác. Nó chỉ cướp được 3 con. Trên này toàn Hunter này ngon rồi. Vô địch rồi anh em ơi. Chả thằng nào ăn được. Rồi anh em nhìn này. Cái bọn Hunter gặp tôi như gặp bố luôn. Dã man. Thấy không? Căng chưa? Đẩy nhiều luôn này. Úi giời, quả này ít phải 15 máu. 19 máu luôn mà. Quá kinh khủng anh em ạ. Chuối này có khi chưa hết game rồi. Lên 10 vứt thêm con God of Light vào. Trận này nói chung là thừa tiền lui tất cả lên 3 sao luôn anh em nhá. Giống kiểu chơi Greater Hyperion ở level 7 ấy nhỉ. Thực ra đang đánh ở 10. Trận này lên heo lên 3 sao này, thêm con God of Light lên 3 sao, thêm Grand Hydrat lên 3 sao. Sao thì vô lên 3 sao, full 3 sao luôn. Thách thức mọi cái thằng chơi Doom. Đấy mà Doom hộ cái. Xem Doom trúng nó có đắt lét không. Bắt con máy bay. Úi giời tuyệt vời luôn. Thật chết rồi bạn ơi, bắn nó lắt nhà luôn. Úi giời ơi, để cho bắt cái con máy bay thì thôi xác định. Hunter mà để bắt máy bay thì thôi. Thôi chúng ta có tiền, chúng ta bây giờ là người có tiền nên chúng ta roll tà level 10 50 tiền thôi anh em. Úi giời, heo lên được 2 sao, bây giờ mới lên được 2 sao. Sắp hết game đến nơi rồi. Dã man.
Dễ không anh em? Dễ thật sự. Không còn gì nói với cái bộ layup này nữa. Thật sự bất lão luôn. Một bộ layup mà chúng ta không cần quan tâm đến chúng ta xếp bài như nào luôn. Bộ này không cần xếp bài. Đấy, chia sẻ với anh em rồi. Một trong những cái layup mà không cần phải biết là mình đứng ở đâu cả. Anh em có thể cho những con tăng cơ châu chó lên phía trên và những cái con mà yếu hơn xuống phía dưới thôi, để cho nó đỡ chết thôi. Những cái con Sasori anh em để ở phía dưới để nó chết sớm thì nó đỡ đỡ bị mất cái dây chói thôi. Còn nếu mà anh em xếp bài để mà counter đối thủ thì anh em xếp như thế này là quá là counter rồi. Đấy. Đơn giản đâu. Cướp máy bay cái là xong. Easy thằng này đi rồi. 6 máu đi rồi. Kể cả máy bay có tỉnh dậy thì cũng đi thôi. Không ăn được. Con heo còn sống đấy kia thì chết chắc rồi. Heo này nó heo gót anh em ạ. Nó đẻ ra liên tục. Rồi đi rồi. Cướp con máy bay là kể cả đối thủ có tỉnh dậy nó không làm gì được. Bởi vì làm sao? Bởi vì lúc đấy máy bay chỉ còn bắn được một tia anh em ạ. Khi mà nó tỉnh dậy thì nó chỉ còn một tia để nó bắn thôi. Thì nó bắn lần lượt thì đam nó ở đâu ra đâu, đúng không? Có ngay cái dép bằng, quá ngon. Rồi, con nghẻ ở đấy. Tôi nghĩ là top 1 rồi, những cái thằng còn lại chơi Hunter mà. Thằng Hunter chắc là solo late game. Cái thằng Warrior kia không sống thọ đâu. Gặp 9 Hunter kẹp máy bay thì đỡ làm sao được. 9 Warrior không có cửa. Thế nào Dũng sẽ đi thôi. Cướp luôn máy bay, ơ nhớ lại hết con máy bay ạ. Chán đời. Sao lại hết máy bay? Ui dồi anh em nhìn kìa. Bắn nhau. Ơ kìa, tỉnh rồi. Chán thật đấy. Đúng là con cuối thì nó tỉnh dậy. Ơ nó bắn ngược lại này. Được chết tôi rồi. Nó tỉnh dậy là bắn ngược lại luôn này. Vậy đấy. Cắt chuỗi luôn mới sợ chứ. Ui thế 50 tiền ở level 10 luôn kìa. Dạ man. Ôi xong rồi. Thế là solo à? Tôi nghĩ đấy là một cái pha may mắn của đối thủ đó. Cái điều vừa rồi cho chúng ta thấy là không lên nuôi cái con God of Light lên 3 sao anh em ạ. Nuôi God of Light lên 3 sao là bóp ấy. Nó trói vào chúng ta không thể focus ở đối thủ là chúng ta sẽ mất thời gian đợi. Và hết 10 giây là cái con máy bay nó sẽ trở lại quân địch. Đó. Rồi nuôi con heo 3 sao nhá. Nói chung là đến cái tầm 35-36 là kết thúc trận đấu ấy, nó là vừa cho cái bộ này. Một trong cái bộ mà chơi nó cũng khá là lâu ấy, mất thời gian. Tôi thường là chơi ở trong leo rank là tôi không chơi cái bộ này mất thời gian lắm. Nếu mà tôi chơi top ấy. Mặc dù cái bộ này cũng rất là ngon nhá. Tôi phải nói thật với anh em là tôi chia sẻ một cách thẳng thắn với anh em là bộ này ngon cực. Ngon cực kỳ luôn. Anh em mà chơi kiểu anh em muốn leo top thì anh em cứ chơi bộ này. Không sợ Gladiator đâu anh em. Anh em tin tôi nhá. Tôi chơi tôi biết. Tôi đã thử chơi Gladiator, tôi counter không counter bầy đâu. Anh em ạ, à, thế nào vào top. Đấy còn nếu mà anh em chơi thì anh em chọn bộ này đi. Anh em ạ, chọn bộ này đi. Đấy còn xin được chia sẻ với anh em là trong rank tôi cũng không leo rank bộ này bởi vì nó đẩy quá chậm. Hiện tại là tôi đang leo rank bằng bộ Exit cơ. Hoặc là Insectoid. Chơi hai bộ thôi, bởi vì làm sao? Bởi vì là nếu mà đua top server ấy, thì người ta cần cái gì? Cần là cần tốc độ chứ người ta không cần là tất nhiên là vẫn là top. Thực ra thì top thì cái bộ nào mà đánh chả top. Cái tầm mà gọi là trên đỉnh rồi thì đánh cái bộ nào thì nó cũng top thôi. Nhưng mà vấn đề ấy là cái bộ nào nó nhanh hơn. Đấy tôi chọn cái bộ nhanh. Cho tôi không chọn cái bộ này. Bộ này đánh nó quá lâu anh em ạ. Như kiểu Gladiator chắc chỉ khoảng 30 round thôi là đi rồi. Đấy chứ không đến 36 đến 40 thế này đâu. Đấy hay là bộ Insectoid. Bộ Insectoid hay là bộ Exit. Toàn là những cái bộ đẩy kinh. Chơi Exit nó đẩy nó cực kỳ nhanh luôn. Biết chơi thì đẩy rất nhanh nhá. Còn không biết chơi thì nó mới đẩy lâu. Đấy còn nếu mà biết chơi những cái bộ đấy thì đẩy rất nhanh. Hay bộ Saman. Bộ Saman cũng là bộ mà tôi rất là hay chọn để chơi neo lanh. Bộ này nó đẩy rất nhanh. Rồi. Rồi, coi như giới thiệu cho anh em hôm nay, giới thiệu cái bộ này cho anh em để anh em phá đảo cái đanh. Thua làm sao được anh em, không thể thua được, cướp được máy bay thắng rồi.
Úi rồi anh em ơi, đi luôn rồi, 20 máu. Cái nào này là con God of Light nó không chói vào là ngon ngay. Đấy anh em thấy không, lineup này cực kỳ là kinh khủng, khỏe nhất meta đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là không còn cái lineup nào khỏe hơn cái bộ này đâu. Đấy, cực kỳ dễ chơi, cực kỳ dễ trúng thưởng. Đây là cái bộ meta, khẳng định với anh em luôn, kể cả trong rank hay trong những cái lobby đánh giả. Đấy, những cái lobby rồi anh ăn tiền với nhau nó cũng chơi cái bộ này. Tôi khẳng định với anh em bộ này là một trong cái bộ ăn tiền nếu mà anh em chơi nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em thể chọn clip bên phải, siêu phẩm tối chủ nhật cực hay luôn, anh em tin tôi hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi cái bộ 9 Exorcist ở trong meta mới nó như nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của bộ video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!